Alo, có xe chưa hả chị? Em cảm ơn ạ. Hello em. Sao đấy, không bắt được xe à? Lên xe đi, anh đưa về. Yên tâm, anh không lấy tiền đâu. Lên đi. Anh nghĩ tôi sợ chắc. Em lúc nào như quả pháo ấy nhỉ? Chạm cái là nổ. Anh có thích nổ cùng tôi luôn không? Tôi cho anh nổ luôn. Ý em là muốn tôi chạm vào em á? Đưa tôi đến địa chỉ này. Em đến đây làm gì? Tôi biết chỗ này đấy. Bạn tôi đang ăn ở đấy, tôi đến để đánh nó. Người ta có câu ấy, trời đánh không tránh mình ăn đấy. Nhưng nếu mà không đánh nó thì tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi chịu khổ thì nó cũng phải chịu khổ. Ok, tôi sẽ đưa em đến đấy. Nhưng mà chả không tôi gì đây. Cùng lắm tôi gửi anh tiền xe là được chứ gì. Tôi thiếu tiền đâu. Chỉ cần em đồng ý với tôi một điều kiện là được. Khôn như anh, ở phố tôi đầy. Anh nói tôi đi chết tôi cũng phải đi à? Vẫn điều kiện hôm trước thôi. Số điện thoại của em. Để tôi nghĩ đã. Tay nghề làm bánh nhật của em có vẻ cao đấy. Học ở đâu ấy? Sao chuyện gì anh cũng biết thế? Tôi họp hội thảo trên đấy thôi. Thấy nhà hàng nói là họ có quý nhân giúp đỡ. Không ngờ quý nhân đấy là em. Tôi vẫn lấy tiền công mà. Có phải giúp đỡ không đâu mà gọi là quý nhân. Nhưng mà nếu như không có em thì cho dù họ có bỏ nhiều tiền đi chăng nữa, chưa chắc đã được việc. Tôi còn là sinh viên, tôi có đi làm thêm và học làm bánh ở một chỗ. Về sau tôi thấy thích, tôi tự làm thôi. Cảm ơn anh nhé. Nhất định không cho tôi số phone của em à? Thôi được rồi, vì anh đưa tôi về nên tôi mới đưa cho anh đấy. Nhưng mà cấm anh đừng gọi điện nhiều làm phiền tôi, mà tôi chặn số. Ok. Em đọc đi. 0913. Ngày tháng năm sinh của tôi. Alo, ai đấy hả? Là số của tôi đấy. Em đi vào đi.